Vâng, kính thưa quý vị, thưa con, thì tiếp tục chuyển về xã Định Thành nha bà con. Hồi sáng quay cho bà con xem là lên xe hàng, bây giờ đã tới nơi và giao hàng cho anh Trung tại nơi đây, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Em chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu cho bà con anh tên gì và địa chỉ mình nhà ở đây như thế nào? Là Nguyễn Minh Trung ở ấp Hòa Long, xã Định Thành, Thoại Sơn, An Giang. Anh Trung. Anh Trung có từng xài phân con lười này được lần nào chưa? Xài được một vụ rồi, vụ này vụ thứ nhì. Vụ thứ nhì. Anh khi anh xài anh cảm nhận gì về phân bón này anh? Xài thì thấy nó ok đó. Thứ nhất là mà nó không có sâu bệnh gì dân á. Thứ nhì nữa nó cải tạo đất, rồi thứ ba nữa là nó tới chừng nó ấy ra năng suất nó trúng lắm. Dạ. Thì năng suất mình được nhiêu anh? Năng suất được vừa rồi là công tầm lớn mình đó là một công đó là một tấn 70 kg. Tấn 70 kg. So với người ta anh cảm thấy sao? So với ba cái phân đơn bình thường thì trúng hơn đâu một công mà tùy giá là cỡ 2 bao lúa đó, trên 100 kg lúa. Trên 100 kg lúa. Mà sâu bệnh nổ nhẹ hơn rồi. Xạ xuống tôi thấy cái mặt đất đó nó cũng xốp hơn. Mặt đất cũng như là nó có như con trùng chỉ mà nó ủ lên vậy đó. Anh cảm nhận được ha. Thấy nó cải tạo đất. Thì vậy đó, càng ngày nó càng làm cho đất mình tươi xốp và giảm cái lượng phân đi. Điện trực tiếp với anh Long á, chỗ anh Long nói nếu mà xạ vụ đầu vậy đó, 2-3 vụ tới nó còn nhẹ phân nữa. Dạ đúng rồi. Nó có chất humic cái thứ á. Chi cô đặc ma nó phân quỷ gom gạ cho mình luôn. Thì đó. Thấy bởi vì mấy em mình giỡn mới xài mà chưa đâu, cái này là mới khởi đầu thôi. Nếu mà tiến tới nó xài, nếu mà người dân người ta cũng có xài nhiều và anh em đây ta làm đi gan tôi chủ yếu là anh xài tốt là người ta theo có thể là không phải 10-15 tấn này đâu mà có thể là ta xài cũng khoảng từ giá là vài chục tấn nữa. Đợt rồi là anh Trung lấy nhiêu ta? Đợt rồi có nghĩa là mới xài vụ đầu tiên lấy con tấn thôi. Tấn à? Tấn mà bây giờ anh lấy nhiêu? Bây giờ là lấy 15 tấn rồi. 15 tấn. Lúc trước thì anh Trung lấy có 40 bao nghe bà con là 1 tấn đó. Bây giờ là anh Trung lấy 15 tấn rồi. Vòng vòng rồi bà con cũng mình làm theo anh. Có nghĩa là ở tôi thì của tôi nói chung là có 5-6 tấn thôi. Có 5 tấn mấy thôi mà ở đây anh em không anh em chú bác buộc không thấy gì thấy quá trúng thì thăm lúa mình hoài đó. Mình thấy được cái hiệu quả. Bây giờ làm hết ruộng nhà luôn. Hết luôn. Nhà mà lại ở đây anh em ta làm theo.